Theo nghị định mới, khi chỉ số giá giao dịch bất động sản có sự biến động tăng giảm trên 20% trong 3 tháng, các bộ ngành sẽ phải đề xuất biện pháp điều tiết thị trường. Cụ thể ra sao? Xin mời quý vị theo dõi trong video này nhé! Theo VN Express, Nghị định 96 quy định một số điều của Luật Kinh doanh Bất động sản 2023 có hiệu lực từ 1 tháng 8, đưa ra 6 biện pháp điều tiết thị trường. Trong đó, cơ quan quản lý có thể điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, chương trình phát triển nhà ở, cơ cấu sản phẩm của các dự án nhằm điều chỉnh nguồn cung, gia hạn nộp thuế, hỗ trợ cho vay lãi suất ưu đãi hoặc điều chỉnh chính sách tài chính tín dụng. Như vậy, so với quy định cũ, Luật Kinh doanh Bất động sản 2023 và Nghị định 96 đã bổ sung cơ chế điều tiết thị trường địa ốc, nêu rõ vai trò của từng cơ quan liên quan. Theo đó, biện pháp điều tiết thị trường bất động sản được thực hiện khi chỉ số giá giao dịch tăng hoặc giảm trên 20% trong 3 tháng hoặc khi thị trường có các biến động khác ảnh hưởng đến ổn định kinh tế xã hội. Biến động trên thị trường được Bộ Xây dựng đánh giá dựa theo chỉ số giá, lượng giao dịch và các chỉ số về kinh tế xã hội thuộc các lĩnh vực khác liên quan bất động sản. Bạn thấy sao về những quy định trên? Hãy để lại ý kiến của bạn bên dưới phần bình luận nhé. Đừng quên xem tiếp video này để nghe ý kiến của các chuyên gia nhé. Phó giáo sư tiến sĩ Đinh Trọng Thịnh, chuyên gia kinh tế cho rằng quy định mới đã tăng vai trò quản lý của các cơ quan bộ ngành khi địa ốc biến động mạnh. Bởi một thập kỷ qua, hiện tượng một số nhóm nhà đầu cơ và môi giới tạo sóng, làm giá diễn ra phổ biến. Song song đó, việc quản lý lỏng lẻo khiến giá bất động sản nhiều khu vực biến động mạnh, gây nhiều hệ lụy, theo ông Thịnh. Thực tế, 5 năm trở lại đây, thị trường bất động sản trải qua nhiều đợt sốt nóng do một số nhóm đầu cơ và môi giới gom hàng, đẩy giá và lướt sóng. Theo báo cáo của Bộ Xây dựng, giai đoạn 2020 đến 2022, thị trường chứng kiến nhiều đợt tăng giá bất thường, nhất là đất nền vùng ven. Nhiều khu vực huyện ven Hà Nội hay các tỉnh lân cận như Bắc Giang, Bắc Ninh, Hòa Bình, Hưng Yên, giá đất tăng cục bộ 40-50% so với trước dịch bệnh. Ở phân khúc chung cư, giá cũng tăng đột biến. Theo số liệu của hãng dịch vụ tư vấn bất động sản CBRE, tới cuối năm 2023, giá bán căn hộ tại Hà Nội đã tăng 14,6% theo năm, bằng với mức đã ghi nhận ở thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2020 đến 2021. Giá chung cư Hà Nội liên tục leo thang nửa đầu năm nay, đạt bình quân 60 triệu đồng 1 mét vuông giá sơ cấp. Đất, nhà ở tăng giá tại nhiều địa phương, kéo theo nhiều nhóm nhà đầu tư đổ xô đi đấu giá, đầu cơ. Tình trạng này diễn ra phổ biến, nhưng nhà chức trách thiếu công cụ, biện pháp khống chế dẫn nhiều phân khúc tăng đột biến, nhất là nhà ở vượt khả năng chi trả của phần đông người dân. CBRE cho biết giá chung cư Hà Nội ngang Kuala Lumpur nhưng thu nhập bình quân đầu người ít hơn 4 lần, cho thấy khả năng mua nhà của người dân thủ đô thấp hơn. Tuy nhiên, ông Đinh Trọng Thịnh cho rằng, việc nhà nước can thiệp khi giá bất động sản tăng hay giảm trên 20% trong 3 tháng còn mang tính hành chính. Bởi khác với các sản phẩm như xăng dầu, vàng, nhà nước có thể can thiệp bằng công cụ thuế hay đẩy nguồn cung lớn ra thị trường. Bất động sản có tính đặc thù hơn, đó là giá trị lớn, nguồn cung khan hiếm và giá giao dịch không công khai như các sản phẩm tiêu dùng trên. Biến động giá trên thị trường địa ốc được quyết định bởi cung cầu, nên không thể can thiệp bằng mệnh lệnh hay thay đổi giá giao dịch, Phó giáo sư tiến sĩ Đinh Trọng Thịnh nói. Chưa kể, hiện cơ quan quản lý chưa xây dựng cơ sở dữ liệu giao dịch toàn quốc, yếu tố quyết định việc giá có tăng hay giảm trên 20% trong 3 tháng hay không. Cùng quan điểm, ông Phạm Đức Toản, CEO Easy Property cho biết, chỉ số giá giao dịch một số phân khúc bất động sản chủ yếu do các đơn vị độc lập thu thập và công bố. Trong khi thị trường địa ốc gồm nhiều khu vực và phân khúc khác biệt, ông Toản ví dụ đầu năm nay tại Hà Nội, chung cư cũ ghi nhận biến động tăng giá từ 30-40% so với cuối năm ngoái, nhưng đất nền huyện ven lại ảm đạm, thậm chí giảm giá nhẹ. Chuyên gia này cho rằng việc xác định biến động giá bất động sản cần thống kê cho từng khu vực và phân khúc cụ thể. Giải pháp này cần một nguồn lực lớn để có thể bao quát toàn thị trường, ông Toản lưu ý. Ông Hoàng Thanh Tùng, chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội, đã dự liệu rằng các quy định mới sẽ giúp công tác định giá đất sát với thị trường hơn. Tuy nhiên, điều này cũng đồng nghĩa với việc giá dự án bất động sản có thể tăng lên. Do đó, ông Tùng đề nghị chính phủ cần chủ động trong việc điều tiết giá bất động sản thông qua phát triển mạnh phân khúc nhà ở xã hội phù hợp khả năng chi trả của người dân. Đồng thời, việc phê duyệt dự án nhà ở cũng cần được cơ quan quản lý đẩy nhanh nhằm tăng nguồn cung cho thị trường. Chính phủ cần giải pháp sẵn sàng can thiệp khi thị trường có dấu hiệu tăng nóng, sốt ảo, ông Tùng nhấn mạnh. Thông tin từ báo Xây dựng tại họp báo chính phủ thường kỳ ngày 5 tháng 8 về việc ban hành các văn bản hướng dẫn thi hành luật kinh doanh bất động sản, luật nhà ở, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Bùi Xuân Dũng cho biết,
ngày 29 tháng 6 năm 2024, Quốc hội đã thông qua luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật đất đai số 31/2024, luật nhà ở số 27/2023, luật kinh doanh bất động sản số 29/2023, luật các tổ chức tín dụng số 32/2024. Trong đó sửa đổi, bổ sung hiệu lực thi hành của luật nhà ở số 27/2023 và luật kinh doanh bất động sản số 29/2023 từ ngày 1 tháng 8 năm 2024. Đến nay, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Bộ Xây dựng đã ban hành 5 nghị định và 1 quyết định, 2 thông tư quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành luật nhà ở và luật kinh doanh bất động sản đều có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 8 năm 2024. Như vậy, việc ban hành các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành luật kinh doanh bất động sản, luật nhà ở đã kịp tiến độ và đảm bảo thực thi từ ngày 1 tháng 8 năm 2024. Theo Thứ trưởng Bộ Xây dựng, có một số điều mới tác động đến thị trường bất động sản. Cụ thể, luật nhà ở cũng như luật kinh doanh bất động sản đã khắc phục được những bất cập chồng chéo giữa quy định pháp luật liên quan đến việc đầu tư, đất đai, nhà ở, kinh doanh bất động sản, xây dựng, tạo hành lang pháp lý rõ ràng, minh bạch trong việc thực hiện. Đồng thời, các nghị định hướng dẫn đã có quy định rõ ràng về trình tự thủ tục triển khai các dự án theo hướng đơn giản hóa thủ tục, rút ngắn thời gian thực hiện các dự án này. Tại luật nhà ở năm 2023 đã được sửa đổi, bổ sung một số quy định về phát triển nhà ở thương mại, nhà ở xã hội, nhà ở tái định cư, nhà ở riêng lẻ nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân tham gia phát triển ở Việt Nam. Nhất là bổ sung các quy định giai đoạn của dự án đầu tư nhà ở như điều 34 luật nhà ở. Đồng thời, nghị định 95 của Chính phủ cũng đã có quy định rõ ràng các giai đoạn đầu tư dự án xây dựng nhà ở, trình tự triển khai các dự án theo hướng đơn giản hóa thủ tục, rút ngắn thời gian các dự án nhằm đảm bảo thuận lợi cho các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân tham gia phát triển nhà ở. Đối với phát triển nhà ở xã hội và nhất là quy định rõ trách nhiệm dành quỹ đất phát triển nhà ở là trách nhiệm của chính quyền địa phương theo điều 83 luật nhà ở. Cắt giảm quy định điều kiện cư trú, đối tượng mua, thuê mua nhà ở xã hội chỉ còn một điều kiện về thu nhập. Đối với đối tượng nhà ở xã hội thì không xác định điều kiện cư trú và điều kiện thu nhập, chỉ cần đúng đối tượng. Chủ đầu tư được miễn quyền sử dụng đất, quyền thuê đất đối với toàn bộ diện tích của dự án mà không phải thực hiện thủ tục xác định giá đất. Quyền sử dụng đất, thuế đất được miễn theo quy định của pháp luật, luật đất đai và được hưởng lợi nhuận tối đa định mức là 10% và phần diện tích nhà ở xã hội được ưu đãi tối đa 2% trong tổng diện tích đất hoặc 2% tổng diện tích sàn xây dựng dự án để công trình xây dựng kinh doanh dịch vụ thương mại, nhà ở xã hội. Đối với đối tượng là công nhân, lực lượng vũ trang được hưởng theo chính sách riêng về nhà ở, lưu trú công nhân trong khu công nghiệp và nhà ở cho lực lượng vũ trang theo điều 80 luật nhà ở. Tại luật kinh doanh bất động sản năm 2023, các văn bản quy phạm pháp luật cũng đã được quy định trực tiếp, hướng dẫn thi hành và quy định rõ các loại sản phẩm, dự án bất động sản đưa vào kinh doanh, công khai thông tin về bất động sản, dự án bất động sản đưa vào kinh doanh theo quy định tại nghị định 94 về điều kiện tổ chức, cá nhân kinh doanh bất động sản. Và trong tháng 8, tháng 9, Bộ Xây dựng và các cơ quan chuyên môn sẽ phổ biến pháp luật, đặc biệt là các nghị định có hiệu lực từ ngày 1 tháng 8 về các thủ tục, luật nhà ở. Luật kinh doanh bất động sản có hiệu lực từ ngày 1 tháng 8 tới 63 tỉnh thành khu vực miền Bắc, miền Trung và miền Nam để đưa luật và các nghị định vào cuộc sống và thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển ổn định, lành mạnh và minh bạch. Còn bạn thấy sao về các luật mới này? Liệu thị trường bất động sản có phát triển ổn định trong thời gian tới? Hãy chia sẻ ý kiến của bạn ở dưới video nhé! Bạn là môi giới hay chính chủ đang muốn bán hoặc cho thuê nhà? Đừng bỏ lỡ cơ hội vàng để tiếp cận đúng đối tượng khách hàng mục tiêu. Chỉ với 21.600 đồng, bạn có thể đăng tin lên 3 nền tảng của Cà Phê Lên, giúp thông tin của bạn tiếp cận nhanh chóng và hiệu quả đến người mua hoặc thuê nhà tiềm năng. Còn chần chờ gì nữa, hãy chọn ngay gói đăng tin phù hợp tại shop Cà Phê Lên dưới video này để nâng cao cơ hội giao dịch thành công. Mua gói đăng tin Cà Phê Lên, bán nhà thần tốc.